Hey, day 2. Ủa? Day 3. Gia đình sẽ đi đến SKB Island ha. À, tour này là tour C1. Thì ở đây tour nó chơi hơi giờ giải thùng một chút xíu. Từ hôm qua tới bây giờ ngồi đợi hoài luôn, đợi ít nhất là nửa tiếng nha. Cho nên là mai mốt mà mọi người nếu mà book tour thì cứ sớm sớm xong rồi book chừng nào thì nửa tiếng Philippines hơi giải thùng. Mọi người ơi, ở đây là Quy đang tính quay cho mọi người xem là thuyền nó bị nhấp nhô do sóng đánh như thế nào á. Cho nên là khi mà Quy quay cái này, Quy cầm điện thoại rất là chắc luôn. Thì thành ra là nó lại bị cái ngón tay của Quy ở phía trên. Một phần tàu bị nhấp nhô nhiều như vậy là do tàu chạy rất là nhanh luôn. Bởi vì điểm đến của mình ngày hôm nay xa hơn so với lại điểm đến ngày hôm qua. Và thuyền ở đây thì thuyền nào cũng có hai cái càng ở hai bên hết. Như mọi người thấy đây là một bên càng á. Thì cái càng này nó giúp cho sự thăng bằng của thuyền được tốt hơn. Ok, đây là tụi mình chụp chiếc kẹp. Chiếc kẹp thấy chú bà lộn quá. Cháu bảo cực kỳ các bạn, cháu bảo cực kỳ không phải đâu, là tại vì nó chạy nhanh quá. Nó chạy giống như là đi xe buýt ở trên đường vậy đó mọi người. Đây là tốc độ di chuyển của mình. Nhanh kinh khủng. Nhanh kinh khủng trước, nhanh tung vé. Chúng ta biển được cái rất là đẹp. Mọi người ơi, ở đây đẹp giống như là thiên đường rồi đó, chứ không phải là trái đất nữa rồi. Cơm bồ trời xanh, nước trong và cát trắng như vậy thực sự là cực phẩm mọi người ơi, đây là cực phẩm. Và chắc chắn một điều là mình sẽ phải chụp hình ở đây rồi. À, có một điều Quy cũng muốn thành thật với mọi người luôn ha, đó chính là những tấm hình này đã qua xử lý màu nha các bạn. Bởi vì Quy chụp bằng điện thoại á, cho nên là khi mà nó cân bằng ánh sáng này nọ thì màu nó ra không có được đẹp giống như là khi mình nhìn vào mặt thường. Chứ không phải là Quy cố tình Quy chỉnh cho nó đẹp hơn nha. Ở ngoài bạn nhìn bằng mắt thường, Quy vẫn bảo đảm là nó đẹp như thế này. Chơi ở đây xong rồi thì sau đó tàu sẽ di chuyển đến điểm đến tiếp theo là Coco Beach, cũng là nơi để tụi mình dừng chân và ăn trưa ở đây á. Ok, Quy vừa mới ăn trưa xong, hôm nay là tour thứ hai rồi thì Quy thấy là đa số là món ăn sẽ giống nhau á. Nó coi gồm một con cá, mấy miếng thịt gà, con vẹn hoặc là con sò con nghêu gì đó, hoặc cơm. À, đó là món ăn chính. Đồ ăn chế biến thì chắc là mỗi tour nó sẽ khác nhau một chút xíu. Còn đa số thì chắc là nó sẽ đi theo cái format như vậy. Và đặc biệt là người Philippines ở đây á, hôm nay mình đã được tận mắt chứng kiến là đưa muỗng nĩa hay là cái gì đó thì họ sẽ không có cầm, họ sẽ ăn bằng tay.
ăn bằng tay từ đầu tới đuôi luôn. Bây giờ thì đi chụp hình tiếp đây. Thì ở Coco Beach nó đã dựng sẵn cho mình những cái võng hoặc là những cái chỗ nằm để có thể thư giãn á, mình tranh thủ mình chụp hình cùng với gió nè. Sau khi ăn trưa xong thì bọn mình tiếp tục di chuyển đến điểm đến tiếp theo, đó chính là Makapuya. Đây là một bãi biển, và bãi biển này thì nó có một cái hàng dừa chạy dọc theo bờ biển luôn, rất rất là đẹp luôn. Thực sự những cái bãi biển của Coron mỗi bãi mang một vẻ đẹp khác nhau, không bãi nào giống với bãi nào hết. Mọi người nhìn như thế này có giống như là Quy đang ở một cái hồ bơi nào đó không? Nhưng mà không, thật sự đây là nước biển mà mọi người, không phải nước hồ bơi đâu. Mọi người có thể thấy được là ở làn đường còn lại rất là nhiều tricycle đi ngược lại ha. Đây là một cái phương tiện khá là độc đáo ở Coron đó. Và mỗi một cái tricycle thì người tài xế sẽ trang trí khác nhau luôn, cho nên là không cái nào giống với cái nào hết. Ok, tóm tắt ngày thứ 3 ở Philippines. Bữa nay gia đình Huy đi tour C1, tour C1 á. Thì nó bao gồm có Coco Beach, đi Titian Beach với lại Makapuya Islands. Thì đầu tiên á, cái mà mọi người thấy có cái đường cát trắng ở giữa rồi biển thường là trong ở hai bên đó, ở đó là đi Titian. Thì ở đó theo Huy là cái nơi đẹp nhất trong ngày hôm nay. Thực sự nó rất là đẹp luôn. Huy phim chắc cũng không nói là được cái vẻ đẹp chỗ đó đâu, mọi người phải thấy tận nơi mọi người mới thấy được cái vẻ đẹp ở chỗ đó như thế nào á. Và cái đoạn đường đi ra đất xa lắm á, ngồi mà chắc khoảng một tiếng hơn còn chưa thấy mặt mũi đâu, mà thuyền á nó cứ lên xuống. Ngồi mà sạc nước ướt mem hết trơn à. Thì tour ở đây cho mình đi hơi bị ít đi, tại vì cảm thấy là nó lùa mình hơi nhanh á, nhưng mà kệ gì cũng có hình đẹp rồi. Tiếp theo thì nó cho mình đi ăn ở Coco Beach. Thì cái khoảng thời gian nghỉ á, nó lại chừa cho mình hơi bị nhiều. Ăn xong rồi nằm chơi thoải mái luôn, cũng chưa thấy nó kêu đi tới điểm tiếp theo nữa. Sau đó thì tới Makapuya Island. Thì ở đó nó là một cái bãi biển cát trắng, biển cũng trong. Tóm lại là ngày hôm nay đi hơi mệt một chút xíu ở cái đoạn đường đi. Ngồi trên tàu á mà ướt mem hết trơn rồi là mọi người hiểu là tàu nó chạy nhanh tới cỡ nào rồi ha. Hôm nay nhà Quy đều chuẩn bị tinh thần đầy đủ là uống thuốc say khóng hết trơn rồi. Cho nên là không có ai có chuyện gì bất trắc xảy ra trong hôm nay hết. Ngày mai mình sẽ tiếp tục khám phá Coron Island 2B. Hy vọng là sẽ tiếp tục thấy được những cảnh đẹp để còn tiếp tục làm video cho mọi người coi. Bye bye.